Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Quý Bình bức xúc khi có tên trong danh sách nghệ sĩ ăn chặn từ thiện. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, diễn viên Quý Bình đã chính thức lên tiếng về những ồn ào, nghi ngờ của cộng đồng mạng trong công tác làm từ thiện. Những từ khóa sau kê, nghệ sĩ làm từ thiện chưa ngừng hạ nhiệt trong thời gian qua, sự việc càng thêm nhức nhói trong khi các nền tảng mạng xã hội xuất hiện danh sách dày đặc những cái tên nghệ sĩ bị nghi ngờ ăn chặn từ thiện trong đợt kêu gọi hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua khó khăn xây dựng kinh tế tại đợt lũ lụt tháng 10 năm 2020. Diễn viên Quý Bình đã tổ chức đêm nhạc gánh yêu thương với chủ đề giá vé không đồng, tấm lòng vô hạn, từ thiện kêu gọi được hơn 1,3 tỷ tổng kết số tiền lên đến 1,079 tỷ đồng nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Do đó, khi bị cộng đồng mạng nhắc tên về chuyện không minh bạch trong công tác giải ngân số tiền trên, anh vô cùng bức xúc và đã viết bài viết yêu cầu cơ quan chức năng nhập cột chứng minh sự trong sạch của bản thân. Nam diễn viên chia sẻ, có lẽ đợi chờ đã không còn là hạnh phúc, đợi chờ không mang lại kết quả. Tôi diễn viên Quý Bình, Tôi là người trực tiếp đứng ra tổ chức chương trình gánh yêu thương, kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt năm 2020. Và chính tôi đã cùng đại diện cơ quan báo đài, đồng nghiệp trực tiếp đến trao tận tay bà con nghèo tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Số tiền quyên góp được có sự tham dự của chính quyền sở tại để giúp bà con xây lại nhà và cải thiện cuộc sống. Mọi hoạt động tôi đều đã công bố cụ thể vào thời điểm đó. Nay tôi tha thiết mong cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền giúp tôi sớm tiến hành xác minh việc quyên góp từ thiện của cá nhân tôi trong thời gian đó để có câu trả lời cho những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng tôi trong chương trình gánh yêu thương. Về việc tôi có tên trong danh sách này, tôi trân trọng biết ơn và cảm ơn. Sau khi hoàn thành đêm diễn từ thiện, quý bình đã giữ tâm nguyện san sẻ với bà con, giúp miền Trung thân yêu vượt qua khó khăn sau cơn bão lũ lịch sử. Vào khoảng ngày 9 và ngày 10 tháng 11 năm 2020, nam diễn viên đã trực tiếp về miền Trung, phối hợp với chính quyền địa phương, lựa chọn những hộ dân khó khăn để hỗ trợ bà con vùng lũ, tái thiết lại cuộc sống, giúp đỡ đúng người, đúng hoàn cảnh. Ngoài ra, anh cũng khẳng định bản thân làm bằng cái tâm và tấm lòng nên sẽ không ngại đón nhận những ý kiến trái chiều từ khán giả. Quý Bình từng chia sẻ trong đêm diễn. Với tôi, miền Trung đã gánh thay tất cả những thiệt thòi mất mát cho hai miền Nam Bắc. Đã đến lúc chúng ta phải gian tay chia sẻ sức nặng của đôi quan gánh này với miền Trung. Phải làm gì đó cho miền Trung và tôi đã ấp ủ để gánh yêu thương ra đời. Hiện tại những ồn ào nghi ngờ của cộng đồng mạng về công tác làm từ thiện của các nghệ sĩ đang là một vấn đề nóng hỏi nhức nhói. Ngoài Quý Bình, nhà thiết kế Độ Mạnh Cường cũng đã lên tiếng. Thủy Tiên, Trấn Thành, Nhật Kim Anh, Thúy Diệm đã công khai danh sách sao kê. Một số khán giả mong đợi cư dân mạng sẽ tỉnh táo, chọn lọc thông tin đúng đắn, tránh gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ chân chính. Đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn về sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nha. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.